chào anh em trên sân bắn. Hôm nay em giới thiệu trợ tiếp cho anh em. Em bây giờ là sẽ là đẹp cho anh em chơi. Thì bụi của mình á, nó cũng những viên kẹo tốt, đều đẹp á, nó cũng rất là quan trọng. Thì cái điều đó làm cho em phải thôi thúc để em cố gắng tạo ra được những cái sản phẩm tốt đẹp nhất. Thì dĩ nhiên là mình không có bằng ai, mình không có hơn ai, nhưng mà mình sẽ cố gắng để cho sự ưu việt nó nằm trên đầu. Đây, kẹo của em sản xuất ra cho anh em xem. Em luôn luôn lấy cái phông màu trắng, anh em biết sao phông màu trắng nó khi mình quay clip nó nổi hơn, để cho anh em thấy rõ được đường kẹo. Kẹo này em cũng có Zalo, anh em mà mua thì liên hệ Zalo hoặc là số điện thoại đó, anh em cứ gọi cho em. Những lúc em bận em không nghe được thì em sẽ gọi lại. Luôn luôn nhiệt tình hướng dẫn cho anh em. Kẹo em có nhiều loại 5.50 nè, 5.52, 5.54, 5.56, 635 thì em có 635 và 60, tùy vào anh em lựa chọn cái mẫu của mình. Thì mình cũng biết là không có cái gì nó mạnh mẽ được hết á. Cái cần khi mình xài nhiều á thì nó, những cái khương á, nó sẽ bị mòn dần đi rồi. Thì lúc đó là mình cần phải nâng cao cái kẹo lên, mình cần phải nâng cái thông số kẹo cho nó to to lên một xíu để cho nó vừa với lại cái khương tuyến nó lấp đầy cái độ rộng âm và độ rộng dương ha. Đây, bây giờ em chọn một viên bất kỳ ha, đã bóng lên nè, chọn một viên bất kỳ được vậy. Đó, anh em nhìn váy, váy rất đều đẹp ha, váy rất đều, hai thành váy đều đều. Ví dụ khi em bán cho anh em 5.52 là nó là 5.52, và anh em chỉ việc đo và xài đúng 5.52. Đó, xem váy bây giờ mình qua mình xem cái đầu ha. Đó, đây là cái đầu của nó. Cái điện thoại này nó cùi quá, nó lấy nét không có được. Đây, đó, đây là đầu của nó ha. Còn đây là cổ của nó nè. Thông thường đó là chạy anh em hay xài nhất là 552. 552 có nghĩa là cái cành chấm 22 đó ha. Đây váy nè, đó váy bên kẹo này, kẹo này cũng rất là mềm. Thì em bóp thử cho anh em ha, dùng cái móng tay bóp, đeo cái vào tay vô nó trơn quá, mới bóp nhẹ nó là móp, chưa kịp bóp nó là móp. Vào tay trơn nha anh em. Đó, mình dùng móng tay á, chưa lấy được cái thế mà nó lại móp rồi. Đó, là nó móp nè. Anh em nhìn cái lực của cái tay em khi em bóp đó, nó không có mạnh đâu. Một viên bỏ ra ngoài, kéo vào tay hơi trơn ha, anh em thông cảm. Bóp nè, chưa bóp nè, đây là chưa bóp nè. Bóp nè em. Đó, mà nó đã móp rồi. Cậy nè. Cái này đúng chì ha, mình không có pha trộn gì hết á. Đúng chì. Đó, nó sẽ móp. Đó, thì anh em nào mua cứ liên hệ cho em ha. Đó, cho anh em xem kỹ lại, trộn nó lên. Đó, rồi